rồi chưa? Sau khi mà đọc câu hỏi rồi, người ta hỏi cái gì rồi đi tìm ở trong bài cái chỗ đó mà đọc. Sau khi câu trả lời mình có rồi, mình nhìn ABCD mình mới ra. Đồng ý chưa? Thì mình có tiến trình làm bài ABCD là gì? Chắc chắn là mấy chị sẽ làm câu hỏi lựa chọn không à? Đúng không? Chắc chắn là không có viết rồi. Như vậy khi thấy câu hỏi lựa chọn, tôi thấy câu số 1, chẳng hạn câu số 1 theo sau là ABCD chẳng hạn, thì giờ tôi làm cái gì? Tôi đọc câu hỏi để tôi tìm ra những cái chữ nào mà người ta hỏi tôi. Đồng ý không? Rồi sau đó làm cái gì? Tôi quay vô trong cái bài đọc. Ok ha? Tôi quay vô cái bài đọc, tôi thấy à cái thông tin đó nó nằm ở chỗ này nè. Rồi chưa? Và tôi đọc để tìm được câu trả lời. Sau khi tôi tìm được câu trả lời rồi, tôi mới làm gì? Tôi mới đọc bốn cái này, tôi sẽ biết đó là A, là B, là C, là D. Tại vì khi mình chưa đọc, không thể nào mình biết đó là A, B, C, D được. Mà khi mình đọc câu trả lời trước thì chuyện gì xảy ra? Đối với anh chị biết, mấy chị đọc tới đây, xong anh chị đọc A, anh chị đọc B, chưa đọc bài gì hết trơn. Cái nhìn vô đây đọc tới đây, thì chuyện gì xảy ra? Anh chị biết không? Là như thế này, có thể là câu A nó nằm trên đây, câu B nằm đây, câu C nằm đây, câu D nằm đây. Đồng ý chưa? Có nghĩa là nội dung của câu A nó có thể ở đây nè, nội dung câu B có thể nằm rải rác hết nguyên một bài luôn. Nhưng mà thật sự là cái câu hỏi này nó chỉ lưu trú ở cái khu này thôi. Đồng ý chưa? Nó chỉ lưu trú ở cái khu này thôi. Mình đọc cái khu này rồi mình quay trở lại là mình biết câu nào rồi. Chứ đừng bao giờ đọc câu trả lời trước. Bởi vì đọc câu trả lời trước mấy chị sẽ bị rối lắm mà chẳng biết đâu là câu trả lời cả. Cho nên mình phải có câu trả lời rồi mình mới đọc ABCD. Đồng ý nha, đừng bao giờ nhìn thấy cái câu để tới đây anh đọc, quá trời đọc luôn rồi cuối cùng làm bài lộn tùm lum tà la hết nha. Như vậy thì bây giờ câu số 1 nè, cái câu này á có phải là câu hỏi chi tiết không hay là câu hỏi chung của toàn bài? Chung, bởi vì mình biết tại sao nó là chung. Bởi vì mình có chữ purpose, nội dung của mục đích của cái này để làm gì. Như vậy giờ thêm chị nghĩ đọc mục đích của anh này để làm gì? Directory đúng không? Chỉ mình muốn làm gì, đi đâu đúng không? Đồng ý chưa? Rồi chọn A, B, C, D. A. À, một là A hay là C thôi. Một là A hay là C. Đúng không? Một là A hay là C. Bây giờ mình chọn A hay là C. A là C. Cái khác nhau giữa câu A và câu C là gì mấy chị biết không? Là cái hospital department, là cái hospital staff. Staff là nói về người ta. Staff là nói về nhân viên, còn department là nói về cái khoa. Như vậy thì bây giờ tôi nhìn nãy giờ tôi thấy nhân viên hay khoa? Nhân viên hay khoa? Mấy chị nhìn hết mấy chữ in đậm coi là người hay là khoa vậy? Khoa không? Mấy cái chữ in đậm á, mấy cái chữ in đậm á. Khoa hay? Khoa hay người? Trời đất ơi! Cái vậy? Khoa hay người? Ví dụ... Trời đất ơi! Mấy bữa nay, giờ học hết, giờ học luôn, bây giờ vẫn còn khoa. Rồi, bây giờ nhìn cái người hay khoa đây? Người má! Người má, còn là sầm với is không mà sao mà khoa được. Không biết không? Trời ơi, còn hai câu làm cũng trật nữa. Tức có nghĩa là sau khi mình bỏ hết hai câu, còn hai câu mình cũng ráng lại cho trật nó dễ sợ thiệt. Ok, như vậy còn câu A và câu C. Sự khác nhau giữa câu A và câu C là hospital department và hospital staff. Đồng ý chưa? Như vậy ở trong đây người ta toàn bộ nói về người đúng không? Thì tôi chọn câu C hay câu A? Câu C đúng không? Nhân viên bệnh viện có nghĩa là nhân viên, có thể là bao gồm tất cả những người nào làm việc ở trong đó thì gọi là hospital staff. À, chứ mình đâu không đi kiếm department, mình đi kiếm cái phòng của cái bà đó mà làm, cái ông đó làm á. Ok ha. Rồi bây giờ câu số 2, tôi sẽ để ý tôi thấy cái gì. A sick five year old, tức là một cái thằng, một cái đứa bé 5 tuổi bị bệnh. À, như vậy who best qualified để examine cái thằng này? Như vậy thì cái ông, cái thằng 5 tuổi bị bệnh thì nó đi vô ông nào? Ok, chọn câu D. Trời dễ ẹt đúng không? Nhìn chia cho cực ABCD như vậy.
ý ha. Như vậy câu số 2 tôi sẽ chọn D. Vì lý do tôi tìm thấy cái chữ 6-5-year-old. Đúng không? A 6-5-year-old là cái thằng một cái đứa bé 5 tuổi bị bệnh thì tôi đi pediatrician. Được chưa? Em kịp không? Tiếp nha. Số 3 tôi tìm cái gì? Patient repair heart surgery. Một cái người bệnh nhân chuẩn bị để phẫu thuật tim. Thì người ta sẽ đi đâu? Một cái bệnh nhân phải đi phẫu thuật tim, chuẩn bị phẫu thuật tim thì sẽ đi đâu? Một, nhìn từ câu E đến câu C cô đi nha. Câu E là đi đâu? General surgeon. Có không? Không có. Không, tại vì ông bị tim mà làm sao ông đi general được. Câu B, doctor doctor. Doctor là ông là doctor là ai vậy? Cardiologist, ông có đi ông này không? Không, chưa. Tại vì ông đang chuẩn bị mổ mà. Ông đang chuẩn bị mổ mà thì cái ông cardiologist là tới vô mổ thì mới gặp cardiologist chứ. Đó, mấy anh chị thấy người ta gài mấy anh chị chưa? 7 năm đó đó. Cái 7 năm đó đó, nhiều khi mình không hiểu. Bây giờ anh này prepare chứ chưa có vô. Mà prepare thì chắc chắn là không có gặp cái ông doctor rồi. Tại vì cái ông doctor là cái ông cardiologist. Đồng ý ha? Rồi. Bây giờ số 3 là đi vô operation ở lầu 1 hay là ổng đi tất cả các lầu luôn? Giờ mình còn câu C với câu D thôi đó, làm trống 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 thôi á. C với D là câu C hay câu D? D. Câu D, đúng rồi, tại vì ổng chuẩn bị thì ổng phải đi làm test, ổng đi làm tùm luôn hết, cho nên là phải đi multiple floor. Multi là gì mấy chị? Multi là nhiều á, tôi sẽ gọi tiếng Anh là many. Đó là lý do tại sao mấy anh chị có câu hỏi ABCD người ta gọi là multiple choice. Multi đó, multi. Hay là tiếng ớ nè, mình đọc M ớ là multi. Multi explores. Rồi mấy anh chị hiểu được là trong cái câu hỏi của mình nó có những cái 7 nằm đó không mấy anh chị? Tức là không phải câu hỏi nào nó cũng trơn tru cho mấy anh chị đâu. 7 nó nằm vòng vòng ở trong đó đó. Rất là nhiều cái 7 mà mình đọc không kỹ cái câu hỏi thì mình sẽ bị sập cái 7 của người ta. Nếu mà tôi là người không có đọc kỹ, tôi thấy heart surgery là tôi gặp cái ông gốc tà liền ngay lập tức, tôi sẽ chọn câu B liền ngay lập tức. Đúng không? Mà nếu mấy chị chọn câu B, ủa tôi chưa có mổ mà tôi đang prepare. Tôi đang chuẩn bị mà, tôi đang chuẩn bị mổ thì tôi đâu có vô gặp ổng đâu. Infer, những câu hỏi infer là những câu hỏi khó. Infer có nghĩa là suy ra là gì? Suy ra là gì? Ví dụ giờ tôi cho mấy anh chị một cái hình ảnh nha. Một cái ông đó bước lên xe buýt, rồi chưa? Xong rồi ông đang hút thuốc. Rồi có một cái bà đó, bà làm vậy. Xong bà chỉ đến cuối chiếc xe buýt, rồi chưa? Hình ảnh ha, một cái bà đó đang đứng trên xe buýt, một cái ông đó bước lên xe buýt đang hút thuốc, xong bà làm vậy, xong bà chỉ đến cuối cái xe buýt thì đố biết bà chỉ vậy cái bộ phòng để hút thuốc hả? Cái phòng để hút thuốc, một là bà chỉ ủa trên xe buýt mà có cái chỗ có phòng hút thuốc mà bà sẽ chỉ cái chỗ đó là gì? Chỗ đó không có, cái bảng no smoking. Thì cái đó người ta gọi là infer. Bây giờ thì câu hỏi mấy anh chị trong bài reading mấy anh chị sẽ có rất là nhiều câu hỏi infer. Infer có nghĩa là sau khi mình đọc cái bài mình hiểu rồi mình mới rút ra được một cái kết luận gì đó dựa vào những thông tin trong bài. Thì câu hỏi đó thường được gọi là câu hỏi rất là khó và luôn luôn nó sẽ nằm ở cuối mỗi bài reading. Thì muốn làm được câu này thì mấy anh chị phải làm gì? Đọc hiểu hết bài mới làm được. Còn thông tin không có trong bài, ABCD sẽ không có trong bài. Cho nên cái bài nào mà có câu, có chữ lạ 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 đó, không chừng đó là câu trúng đó. Ha? Cái chữ quen quen á là nó trật đó. Nha,
để ý ha. Tức là hồi xưa mình nói là những cái gì mà giống trong bài mình suy ra đúng, đúng không? Như vậy bây giờ mình suy ra là những cái gì giống trong bài nó sẽ là sai. Cho nên mấy chị đâu có thấy là multiple flaws đâu, đúng không? Ha? Cho nên để ý là hồi xưa mình đi học cứ thấy là ồ dò câu dưới đi, dò ngược trở lên, khi nào có thì chọn. Nhưng mà bây giờ thì cái kiểu đó không còn nữa. Bây giờ chủ yếu là người ta bắt buộc mấy anh chị phải hiểu mới làm bài được. Thì nó có hai cái loại hiểu, có hai cái câu mà cần mấy anh chị hiểu. Câu số 1 là cái câu hỏi nội dung của bài. Hai là cái câu suy ra, là cái câu nãy giờ mình đang làm đó. Nha. Cho nên đối với câu suy ra vậy thì mấy anh chị phải để ý là mình có hiểu cái bài đó hay chưa mình mới làm được. Còn thấy cái gì mà lạ lạ, ngộ ngộ, cái đánh đi là xong. Tại vì nó sẽ chung. Còn cái gì mà giống 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 đó thì đừng làm. Ok. Rồi, vocabulary ở câu ở dưới. Rồi mấy chị nhìn nha. Ở đây tôi có mấy người đây nè. Một là lab technician, hai là surgeon, ba là anesthesiologist, bốn là pharmacist, năm là cardiologist, sáu là receptionist, bảy là cardiologist. Như vậy thì mỗi một người, mọi người sẽ cho tôi một cái từ đặc trưng cho nó nha. Lab technician thì mình có gì? Một lab technician trong đầu mình ra lab technician là có gì nè? Test result nè, đúng không? Test result nè. Rồi mẫu vật là gì mấy chị? Sample, đúng không? Như vậy thì khi nào mà tôi thấy một cái câu gì mà có sample hay là test result thì tôi sẽ biết, ồ, chắc cái này sẽ là lab technician. Tương tự, ví dụ như tôi có surgeon thì tôi sẽ có gì? Surgeon mà. Surgeon thì cô sẽ có surgery, rồi nó có operation, đúng không? Đồng ý chưa? Rồi, anesthesiologist thì tôi sẽ có gì? Giảm đau, đúng không? Giảm đau của mình có gì? Pain relief hay là mất đau đó. Mất là gì? Lâu. Loss of pain. Pain hoặc là chuẩn bị mổ gì đó ha. Nó sẽ có một số cái thông tin. Pharmacist thì tôi chỉ có một chữ liên quan thôi, đó là drugs and medicine, đúng rồi. Radiologist thì tôi có X-ray, MRI, rồi CT scan, đúng không? Receptionist thì tôi sẽ có visitor, rồi information, thông tin gì đó ha. Và cuối cùng cardiologist thì cô sẽ có heart, đúng không? Rồi bây giờ 1, A, B, C, D cho đến G, mỗi người sẽ gặp cho tôi một cái chữ ở trong A cho đến G thôi. Một chữ thôi nha, giúp mọi người làm bài nha. Đừng nhìn lên trên, nhìn A cho đến G thôi. Đừng nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chia hết á. Nhìn nha. Tuần này thứ hôm nay với ngày mai là giờ khác nhau giống. Hôm nay với ngày mai giống nhau. Ngày mai khác á, tại vì bữa thứ ba nghỉ rồi. Bữa thứ ba nghỉ thì cái buổi kia sẽ là phù cho ngày thứ ba. Khoan làm gì hết trơn nha, đừng có làm gì hết nha, chỉ cần gặp thôi. Cái gì làm đó nha, tại vì nếu mà không làm giống như vậy mọi người sẽ làm sai cái tiến trình để chuẩn bị thi, nó cực lắm. Số 1, A, tôi gặp chữ gì? Drugs, medicine, đúng rồi. Số 2, tôi gặp chữ gì? Imagine, technology, image á, là hình ảnh đúng không? Số C, tôi gặp heart, đúng rồi. Số D tôi gặp analysis sample, đúng rồi. Chữ E tôi gặp operation, đúng rồi. Chữ F tôi gặp feeling pain, đúng rồi. Chữ G tôi gặp visitor answer phone, rồi xong đã giải quyết vấn đề. Ok, rồi. Như vậy thì số E của tôi sẽ là số A của tôi sẽ là drug and medicine, này liên quan đến ông pharmacist, đồng ý chưa? Như vậy A sẽ là 4 sẽ là A, đúng không? 4A. Right. Rồi ha.
cái người thứ hai là Imaging Technology, tức là kỹ thuật hình ảnh. Sẽ là ai? Five. Đúng rồi, number 5 B. Mấy giờ? Số 3 của tôi là Heart. C của tôi là Heart. Thì sẽ đi ông nào? Ok, tức là chính là ông rồi. Alright, số C. Số 4 là số 5. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, đúng rồi. Số C của mình là số 7, đúng không? 7C. Rồi. D, sample. 1. 1 sẽ là lab technician. Số 5 E của tôi là operation, đúng không? Operation sẽ là ông nào? Surgeon, đúng rồi. Surgeon là số 2 là E. Ok, còn số tiếp tục. Prevent from, tức là ngăn không có cho đau, đúng không? Prevent from feeling pain, thì tôi sẽ có số 3, anesthesiologist. Như vậy thì số 3 sẽ là F, đúng không? Và cuối cùng, welcome visitor là number 6, đúng không? Là G. Mấy giờ? Cái chỗ E đó, tôi dừng cái chỗ mà cái gì sắp open. Cắt là gì? Cắt là cắt. Cắt bỏ. Open là mở. Cắt mở một cái cơ thể của người ta. Gọi là cắt open. À, trong những cuộc giải phẫu. Đúng rồi. Operation có hai chữ giống nhau là surgery và operation, hai cái này giống nhau. Một là người ta dùng surgery, hai là người ta dùng operation để mang về giải phẫu. Như vậy ở đây tôi có là cắt mở một cái cơ thể của người ta ở trong một cuộc giải phẫu thì người gọi em đó là surgeon, đúng không? Ví dụ bây giờ mình có câu E là tại sao tôi hạn chế? Mấy anh chị biết là tôi rất là hạn chế gì, mấy anh chị biết không? Rất hạn chế dịch cho mấy anh chị đó. Mấy anh chị có thấy vậy không? Tôi rất là hạn chế cái việc mà tôi đọc một câu xong rồi tôi dịch, tôi đọc một câu là tôi dịch. Rất là hạn chế vì lý do gì? Tự dịch. Vì lý do là sau này mấy anh chị cứ đọc một câu là mấy anh chị dịch à. Mà nếu mà muốn dịch được á, thì mấy anh chị phải hiểu hết từ mấy anh chị mới dịch được. Cho nên là từ hồi nào giờ học đến giờ mấy anh chị thấy là tôi rất ít có bao giờ mà tôi dịch cái gì cho mấy anh chị hết trơn á. Tôi chỉ làm cái gì? Tôi chỉ nói đại khái cái câu đó nó nói vậy đó, chứ tôi không bao giờ tôi dịch từng chữ. Và cái đó là cái kỹ nhất của một người học tiếng Anh, kỹ dữ lắm luôn á. Cái người mà đi học tiếng Anh thật sự là không phải tiếng Anh đâu, mà một người đi học ngoại ngữ kỹ nhất là dịch. Tại vì nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen là cái gì vô đầu mình phải dịch mình mới hiểu được. Tức là khi mấy chị chưa dịch ra có nghĩa là mấy chị sẽ không hiểu, nhưng mà thật sự là cái ý của câu đó mình hiểu rồi mà. Chỉ thiếu một hai chữ thôi chứ có gì đâu. Đồng ý không? Cho nên đó là tại sao mà tôi không bao giờ tôi ngồi tôi dịch ra từng câu, tôi thấy rất là nhiều người hay dịch như vậy. Rất là hay dịch. Cứ câu là gì? Là một người who prepare, chuẩn bị cái gì đó, dịch vậy đó. Nhưng mà để dịch được như vậy thì từ vựng của mấy chị phải nhiều lắm. Và nó tập cho mình một cái thói quen là cứ vô đậu mình phải dịch rồi mình mới hiểu. Nhưng mà cái tiến trình nó đi ngược lại nha chị. Hiểu rồi mới dịch được chứ không phải dịch rồi mới hiểu được. Nó ngược rồi. Có nghĩa là khi mấy anh chị hiểu, mấy anh chị mới dịch ra cái việc được chứ. Còn chưa hiểu mà lấy đâu dịch. Đúng không? Nó tiến trình nó ngược lại rồi. Nó đâu phải là cái tiến trình dịch được mới hiểu đâu. Phải hiểu được mới dịch chứ. Thì hiểu rồi dịch chi? Tại vì nhiều khi trong một cái câu đó tôi chỉ còn hồi nãy giờ tôi cần mấy anh chị mấy chữ. Một chữ. Một chữ hoặc hai chữ là tôi đã hiểu được cái câu đó, nội dung nó muốn gì rồi. Được chưa? Sẽ phải chuẩn bị cho mình cái tư thế đó thì mình tiếp thu nó mới nhanh, tức là mình học cái gì đó cũng sẽ nhanh hơn. Còn mà mình không chuẩn bị tư thế đó là mấy chị cứ chậm chạp hoài luôn á. Mấy chị thấy mấy đứa mình nít không? Con cháu mình giờ nó đọc cực kỳ nhanh luôn á. Nó đọc thiệt là nhanh luôn á. Đọc một cái là nó đọc nó hết trơn rồi. Và nội dung nó
giờ cái đỉnh đó là cái chữ gì, là từ khóa. Từ khóa của tôi là cái chữ gì? Bây giờ tôi lướt nè, trang này không có chữ đó, trang này không có chữ đó là tôi dẹp. Khi nào tôi tìm thấy đúng cái chữ đó tôi mới đọc cái trang đó. Đồng ý không? Cho nên đó là cái kỹ năng đọc hiểu đó mấy anh chị. Kỹ năng đọc hiểu đó, mà từ hồi xưa giờ mình không có kỹ năng đọc hiểu, cho nên mấy chị đọc cực kỳ chậm. Đọc chậm đến nỗi mà không thể đọc luôn. Thế nhưng mà đọc chậm, thứ hai nữa là mấy anh chị phải dịch. Mà trời ơi mắc dịch, cứ cái gì cũng dịch. Và khi mình không có từ vựng là tự nhiên mình không đọc nữa, và mình coi như là mình không hiểu cái đó. Nhưng mà thiệt sự mấy chị đọc sơ thì mấy chị hiểu hết à. Đọc sơ thôi là sẽ hiểu hết nó nói gì vậy. Mình tại vì không chịu đọc sơ. Lấy cái ngón tay nè, chỉ một cái chữ nè, chỉ vậy đó. Đúng không? Có làm vậy bao giờ không? Tôi thấy nhiều người lắm đó nha. Cứ lấy ngón tay chỉ đây, à gì đó. Nhưng mà thật sự là nó đâu có đọc vậy, đâu có hiểu. Tôi đọc vậy tôi không thể hiểu được. Mấy chị đọc gì mấy chị hiểu không? Đọc mà viết từng chữ một, mà đọc từng chữ một nghe hiểu không? Không hiểu. Chuyện gì xảy ra nếu mấy chị đọc từng chữ một? Đọc tới cái chữ số 10 ha. Chỉ tới cái chữ số 10 thì chuyện gì xảy ra? Hồi nãy giờ đọc gì vậy? Không biết mà đang đọc cái gì hết. Còn biết không? Cho nên á, tất cả những kỹ năng mà học trò Việt Nam yếu nhất là gì? Đọc hiểu. Đọc cái hiểu. Tại vì cái tiếng hồi xưa giờ mình học cái tiếng Việt á, của mình á, là mấy chị nhảy một chữ á, nó sẽ mất nghĩa. Tại vì mỗi một cái chữ trong tiếng Việt của mình nó đều có nghĩa hết. Mỗi một chữ trong tiếng Việt đều có nghĩa. Mấy anh chị lủng một chữ là mấy chị sẽ không hiểu. Đúng không? Nhưng tiếng Anh thì nó ngược lại. Mỗi một chữ, tại vì nó có nhiều ngữ pháp đó, ngữ pháp của nó phức tạp đó. Ngữ pháp của nó rất là phức tạp. Phức tạp hơn tiếng Việt rất là nhiều. Cho nên đó là lý do tại sao mà vì ngữ pháp phức tạp cho nên cái từ vựng của mình nó rất quan trọng. Mình chỉ cần tiêu ba chữ là mình hiểu một câu rồi.